cuồng nhiệt cùng Euro. Sở hữu ngay một chiếc TV cho gia đình bạn để thưởng thức những trận cầu đỉnh cao trong mùa Euro năm 2012. Với chương trình mua trả góp ưu đãi lãi suất, chương trình duy nhất chỉ có tại MediaMart. Chỉ với 14.000 đồng mỗi ngày bạn sở hữu ngay một chiếc TV đồ nét cao cho gia đình bạn. Thủ tục thuận tiện đơn giản, không cần chứng minh thu nhập, không cần thế chấp tài sản. Hãy mua ngay và tận hưởng trọn vẹn mùa Euro năm nay. Và đặc biệt 3 ngày giá rẻ cuối tuần, giảm tới 50%. Thế giới điện máy là MediaMart.